Anh em thấy tôi ho, biết tôi chơi gì rồi Chết. Chết. Bạn chơi Covid Covid. Sang chân anh bạn sang chân anh bạn đến từ biển hoa. Sang chân anh bạn sang chân nhà anh bán thì chào tôi thứ hai đến thứ sáu. Anh bạn sang chân đi xí khắp biên hòa. Đây là câu chuyện về thằng bạn giờ thì vẫn còn ngồi đây. Nếu phải cầm lên sân cổ cây nhìn mặt mày phê nghe lắm mắt trên trời đấy. Mắt chỉ biết gì trên đời mây. Uầy, tôi nghĩ tôi theo nghề indie được đấy các bạn ạ. À được mà, giờ viết bài mới bài về thằng sang ăn thịt chó. Vũ bắt phôi. Vũ bắt phôi. Tao nghĩ mày nên im đi. Tiểu Trần Lê Na sang ơi. Sang ơi à. Buổi sáng này sang ăn gì rồi? Thịt chó. Tao gầy ấy, 92 pound. Cái gì ấy? Cái gì ấy? Tích bình, tích bình, tích bình, tích. Sợ một cái không sợ đi nhá. Ôi, thôi rồi nhá, thôi rồi nhá. Ok, đâu hết rồi. Cái gì mẹ, chó lòng đi. Chơi mày lỗ gì lên? Tao vấn đề gì đấy? Vấn đề gì đấy? Vấn đề gì đấy? Lóc đen mày từ đâu ra đây? Chạy vào vì tao thấy tao hiểu vừa xiên chết là linh sống. Tao xiên chết cái con... Trời ơi, hiểu mày. Thằng Long đang nói dối đấy. Thằng Long mới là cái thằng xiên chết đa linh. Bố mày mới là người chạy vào. Mày đừng có cười cười xong rồi giả vờ kiểu đấy. Đi. Tôi có nhìn thấy thằng Hiếu một đoạn ở đấy. Mà tôi vừa nhìn thấy Hiếu đi mất để hiện dead body luôn. Nghe em không chết, em vô vô nhầm người và vẫn không sợ cái khó đấy. Tao tao thấy từng Hiếu xuyên đa linh rồi mày cũng tin. Tao biết rất nhiều người. Tao biết con mẹ. Tao biết là nó sẽ nói câu đấy hiểu không? Tổ dân phố thông báo. Tổ dân phố xin thông báo. Anh bạn hài, Bảo Hoàng hài hước nhở. Hiếu ơi, ông nói một câu. Đây là đài tiếng nói Việt Nam. Bằng cái bước đấy đi. Đài tiếng nói Việt Nam xin thông báo. Bây giờ là giờ anh bạn Bảo Hoàng tỏ ra hài hước. À. Đa linh đến đa linh. Yeah. Tao phô của tao. Khi mà tao gặp bác Phạm Nhật Vượng, tao sẽ kiểu vì bác to nhở, vì bác nhiều nhở. Người anh em cho xin cái VinFast nào. Ấy à, thiệt thòi chết ơi. Dạ, ai chết đây? Ôi, anh đánh mưa.
Ở đây người bỏ ngay chỗ đấy. Tao làm nhiệm vụ ở bên phải, xong rồi tao đang chạy ra sửa điện thì có thằng báo cáo được xác thằng Hiếu. Tao tìm thấy xác thằng này ở phòng nào tao quên này. Tôi gặp hai ông, tôi gặp Bảo Hoàng với cả Long. Thì tôi nhớ là Darling chết cam đúng không Darling? Ờ Darling và chết cam à? Ờ đúng rồi, thế là tôi đứng trông cam cho Darling ở chỗ Navigator mà. Cam đi. Tao đang ở phòng cà phê, tao không biết gì hết. Tao nhìn sang lắm. Ông hơi nhìn sang. Cuối cùng tôi thấy Bảo Hoàng là đang sửa điện ở chỗ storage. Chỉ có thể là sang trần đúng không Darling? Bố mày không biết gì. Tao đang định ra sửa điện ấy, đừng có mà vớ vẩn. Skim đi, skim đi. Hẳn là anh bạn Darling ra sửa điện. Bố mày cho mày đi thoải mái. Thế là một lượt nó chết hoàn của bạn Darling lại thấy bạn sang trần đi sang lại không đi giết người nữa rồi. Bạn Darling có định nhảy vào van không? Anh bạn Darling có định vỗ van không? Không. Anh bạn Darling quyết định không vỗ van. Ui, anh bạn Darling đi khắp thuyền luôn. Bạn Darling đã quay lại về Electric nhưng không có ai cả. Bảo Hoàng đứng fake task nhảy vạch cận. Tao làm hẳn hoi mà mày điên à? Không được nhiệt, tôi không thấy sang trần fake task. Sang trần làm một nhiệm vụ admin mà không thấy nhảy vạch gì. Mẹ tao nói mày à, tao thấy mày đứng ngay cái van. Tao thử đứng, tao canh mày thử xem sao. Có thấy thắng với Bảo Hoàng. Bố mẹ đang làm công việc rất là bình thường nhá. Nhảy vẹt cái không là do mắt của bạn thôi. Thế tôi xin lỗi bạn nhá. Ok bạn xin tôi chấp nhận lời xin lỗi của bạn. Cứ skip ra. Tao bắt đầu nghi thắng này. Gia Linh đừng, anh bạn lại nghi thắng. Trời ơi. Thế thì bố mẹ chịu. Chúng ta ở đây có gì? Là cuộc gặp mặt của Gia Linh và Long đẹp dài. Anh Long có vẻ như đang chạy đi, nhưng anh Gia Linh vẫn chưa ra tay. Có thể đây là hai sói đang nói chuyện với nhau. Có vẻ như anh ấy sắp bắt được con mồi khi mà thắng đang ở đây. Chính xác, tôi đoán chuẩn không cần chỉnh luôn. A few moments later. Bảo Hoàng đã tìm thấy xác chết của Tạ Thần. Mà thắng chết rồi. Đó là nhớ biết đâu, đó là chạy từ phòng cà phê xuống xuống cái phòng reactor rồi xuống rồi lại chạy ra cái chỗ phòng electric để sửa điện. Thì Gia Linh đi lên thì thấy thằng chết của bà ấy. Anh bạn Gia Linh giải thích như thật. Tao đi cùng Bảo Hoàng suốt nha. Tao đang bên phòng oxy nhá. Vô thằng sang đi. Hãy bên phòng oxy á, từ từ á. Tao ở gần phòng oxy mà tao không thể thấy mày đấy. Tao làm sao cũng được, bọn mày đừng nghĩ cái việc đem đá dấu tay à. Tao nghĩ là hoặc là Sai Trần hoặc là Gia Linh thôi. Tại vì lúc đầu thì tao ở cùng Gia Linh chết cam thật, nhưng mà lúc sau thì tao không biết, lúc sau tao ở cùng Bảo Hoàng. Lúc đấy nha, lúc đấy là Bảo Hoàng có nhìn thấy Gia Linh đi cùng người Thắng nha. Xong Thắng thì đang làm cái upper energy. Gia Linh chạy xuống cái phòng electric, xong làm cái task ở đấy. Lúc Gia Linh chạy lên tìm Thắng thì Thắng lại chết con mẹ mất rồi. Mày tin thằng này không? Tao phải chắc chắn không phải imposter. Thằng lợi imposter chẳng nói vậy. Vâng, con Bảo Hoàng đã đi ra một nước đi rất là vô đài vô tùy. Ok. Vâng, và thế là anh bạn sạc chân đã ra đi. À, hai con chó này vốt bố mày. Tạm biệt anh bạn sạc chân. Cuối cùng có một người về với tôi. Anh bạn xa chết oan uổng quá. Anh ấy còn rất là trẻ nhưng đã bị giết nhầm. Cẩn thận nữa là Bảo Hoàng đấy. Xem liệu anh bạn Gia Linh sẽ đi đâu. À, mất rồi. Bố ơi, nó mất Gia Linh rồi. Thế mà chúng mày không tìm được. Alo Mỹ ơi, em nghe thấy chưa? Ôi con gái à? Tay rồi. Hai. Bỏ tay rồi, mày ngay. Em ơi, em tên gì? Mỹ Anh ạ. Mỹ Anh sinh năm 2K nhá, sang nhá. Chào cả Mỹ Anh. Ok em ơi. Con chó này. Con chó 2K1 này. Mày tin tao ra biết rồi à, tao tát mù mày không? Danh con này. Danh con. Chơi nha. Gì vậy? Thằng Hiếu thì gì? Này, anh đi.
Cúng rồi đấy, thắp hương rồi đấy. Rồi, bao giờ tập nhá. Này, đã tìm thấy xác thằng mà tôi yếu ở phòng com. Đi phải tập hương chạy phòng ai nhở? Tao đang làm sửa hoài thì gặp ai nhở? Không ai với em. Không ai hả? Cờ anh nữa này. Nhưng mà tại sao ai ra sửa? Như là đang đi với ai đấy, em không gặp. Tao đi làm task về tao nghĩ sẽ có đứa nào đấy đi số hay. Tao thì đang ở cái phòng admin tao upload dữ liệu nha. Tại sao đang linh trở lên phòng admin không thấy sang kìa. Bạn là sáu tí. Đây à, vô đà linh đi. Bảo Hoàng vừa đi qua Bảo Hoàng chạy lên. Đang được chuẩn bị. Vô đà linh ở Bảo Hoàng. Mày phải giải thích cho sao không biết. Không phải là vô đà linh thật. Anh bắt sao rồi. Tao bảo mày ăn cướp mày hôm nay mà phải không? Tao ăn cướp mạnh. Mạnh là thằng nào? Ờ? Mặt thằng Lef à? Thằng Lef kìa. Ai sửa cái reactor cùng bố mày một cái? Ê, cái gì đây? Kìa thế thì chịu, tôi chịu các bạn. Gì? Tôi không hiểu. Mày sao thằng Long đang xếp tao ngay trước cái mũi của mày mà mày không biết? Tao đang sửa đồ, sửa cái bên trên. Thế là tao xuyên đường bảo an của đứng một mình bên dưới, phải sửa nữa. Não to thế thì chết. Cái thằng tâm hồn cho dại. Nếu mà thích video thì hãy bấm like. Còn nếu muốn xem nhiều hơn thì hãy subscribe. Subscribe đi. Yeah, subscribe đi. Các ông mà không subscribe, không subscribe là tôi khóc đấy. Khóc đất đi. Đi mẹ làm ơn subscribe. Đi mẹ không là tôi khóc thật đấy. Làm ơn. Nhớ bật cả thông báo nữa. Cảm ơn các ông đã xem.